Thưa quý vị, nhu cầu cần máu cho cấp cứu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán là rất cao, trong khi nguồn máu dự trữ hiện nay đang cạn. Nhiều bệnh viện đang lo thiếu máu cứu người dịp Tết và đặc biệt là cao điểm giao thừa và những ngày đầu năm mới. Bệnh viện Việt Đức cho biết, dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu càng tăng cao bởi nhiều các tai nạn giao thông, tai nạn lao động rất nặng. Do lượng máu hiến tặng chưa đủ so với nhu cầu máu điều trị cho người bệnh nên các cơ sở y khoa luôn thiếu máu. Người hiến chỉ có thể hiến tối đa một đơn vị máu, thể tích là 450ml, nhưng có những bệnh nhân cấp cứu phải cần tới 15 đến 20 đơn vị máu, tương đương với số lượng máu của vài chục người hiến. Thời điểm này, phần lớn sinh viên đã về quê nghỉ Tết, nên không chỉ bệnh viện Việt Đức mà nhiều bệnh viện cũng đang nơm nớp nỗi lo thiếu máu cứu người. Kho máu Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn lượng máu ít ỏi, còn Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì ước tính trong 3 tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, viện cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Mặc dù nhiều sự kiện hiến máu đã được tổ chức nhưng vẫn chưa đủ máu để đáp ứng nhu cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một quốc gia muốn đạt chuẩn an toàn và dự trữ máu cần tới ít nhất 2% dân số tham gia hiến máu. Việt Nam cần gấp đôi số người hiến máu mới đủ mức dự trữ.